các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến, số 9. Bốn ngày sau khi Washington mở chiến dịch thực đơn, Cabot lại gặp Xuân Thủy. Ông ta nói rằng muốn có cuộc họp này để trao đổi một cách thành thật. Ông ta nói Hoa Kỳ tin rằng những quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam phải được tôn trọng. Hoa Kỳ ủng hộ và tiếp tục ủng hộ ý muốn chính đáng của nhân dân Việt Nam là hòa bình, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Hà Nội cũng như Washington đều không có quyền ép buộc nhân dân Nam Việt Nam tuân theo ý muốn của mình. Vì vậy, Hoa Kỳ luôn luôn nhấn mạnh tính chất quan trọng của việc rút khỏi miền Nam Việt Nam tất cả các lực lượng từ bên ngoài vào. Ông ta nói thêm, lực lượng bên ngoài là lực lượng không phải của Nam Việt Nam, là lực lượng của hai chúng ta. Sợ Xuân Thủy không hiểu, ông ta lại nói, là lực lượng miền Bắc và lực lượng của Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ. Lực lượng miền Bắc thâm nhập vào phải rút về miền Bắc. Cuộc rút quân có thể đồng thời càng sớm càng tốt. Rồi ông ta tuyên bố sẵn sàng bàn chi tiết về thời gian và các sắp xếp cho việc rút quân đồng thời đó. Xuân Thủy nhận xét rằng lời lẽ của Cabot Lodge không có gì mới và nói ông Nixon đã nói đến hòa bình rất nhiều, nhưng việc làm thực tế thì rõ ràng ông Nixon không ngừng tăng cường chiến tranh. Số lượng quân ngụy và quân chư hầu Mỹ được tăng thêm, việc triệt phá làng mạc, gom dân lập ấp chiến lược ở miền Nam được đẩy mạnh, việc đánh phá miền Bắc cũng tăng lên. Bộ trưởng cũng bác bỏ việc cùng rút quân mà Lốt đưa ra. Lốt trả lời rằng phía Việt Nam đã không đạt được những thắng lợi quân sự khả dĩ đưa ra được yêu sách, chỉ đòi quân Mỹ rút. Lốt còn đòi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nói chuyện với chính quyền Sài Gòn. Lốt vui mừng thấy Xuân Thủy không nhắc gì đến việc Mỹ cho máy bay ném bom chiến lược Campuchia, điều mà ông ta và Washington muốn biết. Một điều khác có lẽ làm cho Lốt và cả Washington hơi bất ngờ là việc Xuân Thủy đề cập đến xung đột Trung Xô mới xảy ra đầu tháng 3 và cảnh cáo Mỹ đừng lợi dụng sự bất đồng giữa các nước xã hội chủ nghĩa để kéo dài chiến tranh xâm lược Việt Nam. Về việc này, Kissinger có thừa nhận là lúc đó tại Washington, mọi người còn bị lôi cuốn quá nhiều vào vấn đề Việt Nam để phản ứng trước sự kiện mà họ chưa hiểu rõ nguyên nhân. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, trang 180-181. Giải pháp 10 điểm của Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Một bất ngờ đối với Mỹ, trong mấy tháng đầu của cuộc đàm phán bốn bên, Việt Nam chưa có một lập trường giải pháp mới cho vấn đề Việt Nam. Đoàn ta ở Paris vẫn căn cứ vào lập trường 4 điểm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đề ra ngày 8 tháng 4 năm 1965 khi Mỹ mới đưa quân vào miền Nam Việt Nam mà đấu tranh. Còn Mặt trận Dân tộc Giải phóng thì căn cứ vào cương lĩnh đã công bố để đấu lý. Chủ yếu là lên án Mỹ đòi chấm dứt xâm lược, đòi rút hết quân Mỹ và đòi Mỹ từ bỏ chính quyền Sài Gòn. Ngày 7 tháng 5 năm 1969, trong cuộc gặp riêng với Xuân Thủy, Lốt nói rằng ông ta muốn đề nghị một giải pháp mới. Ông ta đã nghiên cứu 4 điểm. Tóm tắt 4 điểm ngày 8 tháng 4 năm 1965. 1. Thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam. Mỹ phải rút hết quân, tháo gỡ các căn cứ quân sự, hủy bỏ liên minh quân sự với miền Nam. 2. Trong khi chờ đợi thống nhất Việt Nam, các khoản quân sự của Hiệp định Geneva phải được thi hành. Không có quân đội, căn cứ quân sự nước ngoài, không liên minh quân sự ở hai miền. 3. Công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam phải giải quyết trong cương lĩnh của mặt trận. 4. Hòa bình thống nhất Việt Nam của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, rồi ông ta đưa ra từng điểm của lập trường đó, bình luận. Về điểm 1.
Mỹ tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam. Mỹ chỉ tìm cách tạo ra một tình hình trong đó Bắc Việt Nam chung sống với các nước láng giềng ở Đông Nam Á. Nhưng miền Nam Việt Nam không thể thực hiện được quyền cơ bản đó chừng nào còn có mặt của các lực lượng từ bên ngoài xâm nhập vào miền Nam Việt Nam. Ông ta đòi cùng rút quân. Về điểm 2, ông ta muốn bổ sung vấn đề khôi phục giới tuyến và khu phi quân sự. Ông ta còn nói đến tập kết quân và thả tù binh. Ông ta đồng ý về điểm 4, còn điểm 3 thì hơi khác nhau. Nhưng ông ta thấy tuyên bố của ông Trần Bửu Kiếm trong phiên họp thứ 14 ngày 26 tháng 4 năm 1969, tác giả, nói rằng tổng tuyển cử tự do có thể mở đường cho một cuộc thảo luận bổ ích và đề nghị mặt trận nói chuyện với Sài Gòn. Trước khi nhận xét về phát biểu của Lốt, Xuân Thủy nói, trước hết, tôi muốn hỏi ông đại sứ rằng đối với cuộc gặp riêng ngày hôm nay, chúng ta có công bố hay không? Cabot Lốt, như lần gặp trước, chúng ta không công bố bất kỳ điều gì về cuộc gặp riêng. Xuân Thủy, tuy ông đại sứ nói như vậy, nhưng chính phủ Hoa Kỳ đã công bố về những cuộc gặp riêng như thế này. Ông Nixon ngày 6 tháng 4, ông Roth, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, ngày 27 tháng 3 đều nói đến những cuộc gặp riêng này. Như thế là Hoa Kỳ đã không làm đúng những điều ông đại sứ đã nói với chúng tôi. Xuân Thủy nói rằng đó là chỉ lưu ý phía Mỹ là đã thỏa thuận với nhau thì cần làm cho đúng. Còn đối với ta, công bố hay không các cuộc gặp riêng cũng được. Cabot Lốt ngồi lặng im. Xuân Thủy nhận xét về nội dung của điều Lốt nói không có gì mới và nhắc lại ba điểm đã nói với Cabot Lốt hôm trước. Hôm đó, cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ cũng có mặt. Ông Thọ nói, từ khi ông Nixon vào Nhà Trắng, ông nói nhiều về hòa bình, nhưng giải pháp mà ông Nixon muốn tìm vẫn là giải pháp trên thế mạnh. Tiếp đó, Lê Đức Thọ nói đến chủ trương Việt Nam hóa chiến tranh, tăng cường ngụy quân, ngụy quyền của Mỹ ở miền Nam nhằm thực hiện chủ nghĩa thực dân mới và kết luận. Những đề nghị của các ông cũng nhằm mục đích đó chứ không nhằm thiết thực giải quyết vấn đề. Do đó đã 3 tháng rồi mà Hội nghị Paris vẫn dẫm chân tại chỗ. Đến đây lại nổ ra cuộc tranh luận về nguồn gốc chiến tranh, ai là kẻ xâm lược, vai trò của chính quyền Sài Gòn, của mặt trận dân tộc giải phóng. Sáng hôm sau, vị trưởng đoàn Hoa Kỳ đến họp phiên toàn thể của hội nghị bốn bên với phong thái rừng rưng, xem như chẳng có gì quan trọng trong buổi họp như các kỳ trước. Bỗng dưng, ông ta ngồi thẳng dậy và chú ý khi ông Trần Bửu Kiếm đưa ra đề nghị giải pháp 10 điểm để giải quyết vấn đề Việt Nam. Đại diện mặt trận đọc thong thả từng điểm một, gồm các mặt quân sự, chính trị, đối nội, đối ngoại của miền Nam Việt Nam sau này và vấn đề thống nhất lại Việt Nam. Đại sứ Mỹ càng chú ý. 10 điểm còn nói đến cả việc giải quyết hậu quả chiến tranh và giám sát quốc tế. Ông ta chú ý nhiều đến hai điểm chủ yếu của giải pháp là Hoa Kỳ phải rút hết không điều kiện và lập chính phủ liên hiệp lâm thời để tổ chức tổng tuyển cử. Ông Lốt đã rõ từ lâu, nhưng khi Trần Bửu Kiếm nói lực lượng vũ trang Việt Nam ở miền Nam do các bên miền Nam giải quyết, thì Lốt ghi vội vài dòng vào cuốn sổ của ông ta. Thực ra, đây là vấn đề có ý nghĩa nhất trong giải pháp 10 điểm. Đề nghị này mở đường cho Mỹ rút trong danh dự mà vẫn có khả năng giữ được chính quyền thân Mỹ. Lần đầu tiên, mặt trận đưa ra một giải pháp thực tế tỏ rõ thiện chí, muốn có nói chuyện giữa những người Nam Việt Nam để giải quyết không những vấn đề quân sự mà cả vấn đề chính trị. Giải pháp đó còn quá cao, đòi đuổi cả Mỹ và xóa cả ngụy cùng một lúc. Nhưng dư luận thấy rõ đó là cơ sở đầu tiên và rõ ràng có thể thúc đẩy cuộc nói chuyện tiến lên. Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Henry Kissinger sau này nhận xét rằng kế hoạch đó vừa hỗn láo trong lời nói và đơn phương trong nội dung. Tuy vậy,
Riêng việc tồn tại một kế hoạch hòa bình của Cộng sản, mặc dù bản thân nó là một sự bất ngờ, đã gây ra ngay lập tức sự phản ứng trong Quốc hội, trong các phương tiện truyền thông và trong dư luận công chúng. Họ gây sức ép với chính phủ, đừng bỏ qua cơ hội đó. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, trang 282. Chính quyền Nixon ở trong tình thế bị động. Trước đó 2 tuần, Bộ trưởng Xuân Thủy đã hỏi Lốt, nếu chính phủ Nixon đã chuẩn bị một kế hoạch hòa bình quan trọng như ông ta thường nói, tại sao ông ấy không đưa ra công khai kế hoạch đó? Trước tình hình bị động đó, ngày 14 tháng 5, Richard Nixon phải lên truyền hình và đưa ra kế hoạch đầu tiên về giải pháp cho vấn đề Việt Nam. Trước tiên, ông ta nói về thành công trong 4 tháng cầm quyền của ông ta như thế nào, rồi sau đó đưa ra kế hoạch hòa bình 8 điểm. Ông ta nói, Mỹ muốn rút quân nhanh chóng khỏi Nam Việt Nam, không muốn tìm kiếm căn cứ quân sự, không phản bội lại trách nhiệm của Tổng thống. Nhưng ông ta vẫn đòi hai bên cùng rút số lớn quân trong vòng 12 tháng sau khi có hiệp định. Ông ta còn tuyên bố một cách trịch thượng rằng Hoa Kỳ đồng ý để mặt trận tham gia vào đời sống chính trị ở miền Nam Việt Nam, tham gia vào tổng tuyển cử tự do, có giám sát và kiểm soát quốc tế. Richard Nixon, trang 39, và Bernard Kahn Kissinger, trang 59, 63. Tất nhiên, ông ta không quên nói đến ngừng bắn, thả tù binh, đến hội nghị Geneva 1954 và 1962. Ông ta cũng không quên đe dọa dùng những biện pháp cứng rắn nếu Bắc Việt Nam cho sự mềm dẻo của ông là sự suy yếu. Đề nghị này cũng có những điểm trùng hợp với giải pháp 10 điểm của mặt trận, nhưng thực chất vẫn xem kẻ xâm lược và người bị xâm lược như nhau, vẫn giữ chính quyền thân Mỹ và giảm nhẹ vai trò của mặt trận. Do chênh lệch về thời gian giữa Paris và Washington, hôm ấy đoàn ta ở Paris được tin Nixon sẽ đọc diễn văn vào lúc 2 giờ sáng, ngày 15 tháng 5 giờ Paris. Các cán bộ có trách nhiệm đã được động viên thức để theo dõi. Hơn một giờ sau, đoàn có văn bản đầy đủ để đánh giá và có biện pháp trả lời. Các cây bút phải thức suốt đêm để soạn bài phát biểu của Xuân Thủy. 10 giờ sáng, khi bắt đầu làm việc ở Kuhlenbeck, Bộ trưởng đã có một bài phân tích sơ bộ nhưng toàn diện 8 điểm của Nixon trước sự ngạc nhiên của Lốt và đoàn Mỹ. Loại trừ khẩu khí về ngôn từ trong đề nghị của hai bên lần đầu tiên trên bàn đàm phán, có hai kế hoạch giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam. Hai điểm chủ yếu của Mỹ là quân miền Bắc rút cùng quân Mỹ và giữ chính quyền Sài Gòn. Còn phía Việt Nam, đòi giữ quân miền Bắc ở lại miền Nam sau khi Mỹ rút, xóa bỏ chính quyền Sài Gòn. Đó là hai vấn đề then chốt mà hai bên mặc cả với nhau để đi tới thỏa thuận sau này. Cuộc gặp Cabot Lốt và Lê Đức Thọ. Khi đó, Mỹ đang có ưu thế ở miền Nam Việt Nam và tất nhiên Mỹ muốn giải quyết vấn đề trên thế mạnh. Phía Việt Nam phải chờ đợi thời cơ. Chúng ta cần có thời gian để khôi phục lại tình thế cách mạng và chiến tranh nhân dân ở miền Nam. Ngay trong vấn đề chính phủ liên hiệp đưa ra trong hoàn cảnh hạ tầng cơ sở của ta tan rã như lúc đó, nếu địch nhận ra thì có thể cũng là một khó khăn cho ta. Giống như chính phủ hòa hợp quốc gia lần thứ nhất năm 1957 ở Lào. Chỉ sau một năm tồn tại, phái hữu đã đảo chính bắt giam các đại diện pha thét Lào, trong đó có hoàng thân Suphanuvong. Tất nhiên, Việt Nam phải giữ kín ý đồ của mình và sử dụng ưu thế về chính trị để tấn công địch trên mặt trận ngoại giao cũng như trong dư luận phục vụ cho chiến trường. Đợt tấn công ngoại giao tháng 5 năm 1969 đã đạt mục đích mong muốn và ý nghĩa riêng của nó. Mỹ cũng nuôi hy vọng ép được Việt Nam trong lúc cách mạng miền Nam có khó khăn trên chiến trường. Trong giờ nghỉ phiên họp công khai thứ 19, ngày 29 tháng 5, Lốt xin gặp riêng Lê Đức Thọ vào 31 tháng 5 tại nhà riêng của đoàn Mỹ
vào 13 giờ 30 phút. Ông Thọ đồng ý ngay, Lốt tỏ ra rất mừng. Vào cuộc họp, đại sứ Mỹ nói ngay ý định của ông là thăm dò tìm ra cách nào tốt nhất cho cuộc thảo luận của chúng ta tiến triển. Xuất phát từ các kế hoạch đó, ông ta có đề ra hai vấn đề cơ bản. Một, rút khỏi miền Nam mọi lực lượng không phải Nam Việt Nam. Hai, giải pháp chính trị nội bộ ở miền Nam. Ngoài ra, ông ta còn đề ra một số vấn đề cụ thể khác nữa có thể thảo luận trên cơ sở hai kế hoạch của hai bên. Nhưng ông ta nhấn mạnh là vấn đề quân sự chỉ bàn giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Còn vấn đề chính trị thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và mặt trận nên bàn với nhau. Hai cuộc thảo luận này có thể tiến hành song song. Hôm đó, Lê Đức Thọ cũng nói một số vấn đề khái quát, sau đó phát biểu một số ý kiến về 8 điểm của Nixon và cuối cùng đưa ra một số đề nghị. Cũng như lần đầu gặp Harriman, vài ý kiến tổng quát của cố vấn đặc biệt là cả một bài dài về âm mưu của Mỹ từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Bành trướng thế lực, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc ở Á Phi, Mỹ Latin, rồi thất bại của Mỹ ở Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba, quá trình xâm lược của Mỹ vào Việt Nam đến Tết Mậu Thân, rồi kết luận. Các ông đã không thể chiếm được miền Nam Việt Nam bằng quân sự mà phải buông ra, nhưng lại muốn nắm lại miền Nam bằng phương pháp khác. Chủ trương nói trên của các ông thể hiện trong diễn văn ngày 14 tháng 5 của ông Nixon, vẫn duy trì cam kết với ngụy quyền Sài Gòn, tăng cường ngụy quân, đòi cái gọi là quân miền Bắc rút đi để làm suy yếu mặt trận dân tộc giải phóng, không chấp nhận chính phủ liên hiệp mà để Thiệu Kỳ Hương đứng ra tổ chức tuyển cử. Với tất cả những điều nói trên thì làm sao chúng tôi và mặt trận có thể chấp nhận được? Lê Đức Thọ lại nhắc lại những sai lầm của Mỹ và kết thúc bằng câu khẳng định: Việt Nam hóa của Mỹ nhất định thất bại. Về đề nghị mới, ông nói: Chúng tôi thấy cần thảo luận 10 điểm của mặt trận và 8 điểm của các ông để đi tới một thỏa thuận toàn bộ các vấn đề, sau đó đi đến ký kết một hiệp nghị ngừng bắn. Cabot Lốt liền hỏi ngay: Như vậy là có ký kết hiệp nghị ngừng bắn? Lê Đức Thọ: Sau khi thỏa thuận giải quyết toàn bộ vấn đề thì đi đến ký kết hiệp nghị ngừng bắn. Sau đó các bên sẽ thi hành tất cả các hiệp nghị được ký kết. Về cách thức thảo luận, ông Thọ đề nghị có những vấn đề liên quan đến hai bên, đến ba bên và có những vấn đề liên quan đến bốn bên. Hiện nay, Mỹ chưa chịu nói chuyện với mặt trận, còn mặt trận thì chưa chịu nói chuyện với chính quyền Sài Gòn. Như vậy, làm sao mà tiến hành hội nghị được? Lê Đức Thọ lên án chính quyền Sài Gòn và kết luận: Thiệu Kỳ Hương là trở ngại lớn nhất cho hòa bình, làm cho hội nghị chưa tiến triển được. Nếu các ông muốn tiến hành chiến tranh, các ông cũng không thể giữ Thiệu Kỳ Hương được. Còn nếu các ông muốn giải quyết vấn đề, thì các ông cũng không thể duy trì chính quyền Thiệu Kỳ Hương được. Cabot Lốt bào chữa và cải chính những lời lên án của ông Thọ và thúc giục mặt trận nên nói chuyện với chính quyền Sài Gòn. Ông cũng đề nghị bốn bên gặp riêng và trong các cuộc gặp riêng đó, ai muốn nêu vấn đề gì thì nêu. Ông nói rằng Hoa Kỳ không phải người tạo nên những ông vua, nhưng bàn các vấn đề chính trị miền Nam Việt Nam thì chính quyền Sài Gòn phải là một bên trong cuộc thảo luận đó. Lê Đức Thọ nói lại: Giữ Thiệu Kỳ Hương là một sai lầm lớn của Mỹ. Còn những vấn đề thảo luận giữa Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không phải chỉ thảo luận những vấn đề liên quan đến hai bên mà phải dựa trên cơ sở giải pháp 10 điểm của mặt trận mà thảo luận. Cabot Lốt cho đó là ta đặt điều kiện mới, nhưng cũng đồng ý là hai bên nghiên cứu quan điểm của nhau và sẽ gặp lại. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.